Chào mừng quý vị đến với kênh tin tức Sài Gòn News. Hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những tin tức nóng hổi và đáng chú ý nhất từ cả trong nước và quốc tế. Và sau đây là những nội dung chính có trong bản tin hôm nay. Joe Biden tự gọi mình là cựu tổng thống, sự thật đằng sau những câu chuyện điên rồ. Tiết lộ cực sốc, ứng viên phó tổng thống của Kamala Harris là nội gián của Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Jerry Vance đưa ra những quan điểm mạnh mẽ, dự đoán một tương lai lãnh đạo thành công cùng Tổng thống Trump. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính chào quý vị khán giả của Sài Gòn News. Hôm nay chúng tôi đưa đến một bản tin gây sốc và bất ngờ liên quan đến Tổng thống Joe Biden trong sự kiện kỷ niệm 60 năm đạo luật dân quyền tại Thư viện Tổng thống LBJ ở Austin, Texas. Trong sự kiện kỷ niệm quan trọng này, Tổng thống Biden đã khiến nhiều người bất ngờ và nghi ngờ khi gọi mình là cựu tổng thống. Đây là một sai sót nghiêm trọng, không chỉ làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của ông, mà còn khiến người dân nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của ông. Tổng thống Biden đã chia sẻ những câu chuyện dài dòng và khó hiểu về những ngày đầu tham gia chính trị của mình. Ông kể lại các tình tiết từ thời điểm mình mới bắt đầu tham gia chính trị, từ những lần bị từ chối chạy cho chức vụ trong quốc hội bang đến việc bị chỉ trích là thằng ngu khi từ chối ứng cử cho chức vụ luật sư hạt ông biden còn khiến người nghe bất ngờ hơn khi kể lại một câu chuyện kỳ quặc về việc một nhóm chính trị gia và thẩm phán danh tiếng đã đến gõ cửa nhà ông khi ông vừa tắm xong và chỉ quấn một chiếc khăn quanh người để khuyến khích ông ra ứng cử cho thượng viện mỹ câu chuyện này không chỉ gây hoang mang mà còn khiến nhiều người lo ngại về tình trạng sức khỏe của ông theo nhiều thông tin kamala harris đã biết rõ tình trạng sức khỏe của ông biden từ nhiều năm trước và đã tham gia vào kế hoạch này theo những nguồn tin chưa được xác minh sau khi Obama ép Biden rút lui khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024, Harris đã chiếm hết các đại biểu của Biden, khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự trung thực và sự ổn định của chính quyền hiện tại. Quý vị khán giả thân mến, với những thông tin gây sốc từ tổng thống Biden và những nghi ngờ về tình trạng sức khỏe cũng như sự lãnh đạo của ông, chúng ta không thể không cảm thấy lo ngại. Đây không chỉ là một vấn đề cá nhân mà còn là mối quan tâm lớn đối với tình hình chính trị và sự ổn định của đất nước tiết lộ cực sốc, ứng viên phó tổng thống của Kamala Harris là nội gián của Trung Quốc. Thưa quý vị thân mến, hôm nay chúng tôi đưa đến một bản tin đặc biệt với những tình tiết gây sốc và cảnh báo nghiêm trọng về một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức phó tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024. Mới đây, ông Mark Kelly, thượng nghị sĩ bang Arizona và một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức phó tổng thống dưới chính quyền của Kamala Harris đang bị đặt dưới ánh sáng của sự nghi ngờ và chỉ trích. Theo thông tin từ nhiều nguồn tin tức, bao gồm Fox News và The Hill, ông Kelly đã từng đồng sáng lập một công ty công nghệ giám sát mang tên Worldview với sự hỗ trợ tài chính từ Tencent, một tập đoàn lớn của Trung Quốc. Worldview ban đầu được thành lập với mục tiêu du lịch vũ trụ, đã mở rộng dịch vụ sang lĩnh vực giám sát từ xa với sự hỗ trợ của công ty Tencent, nổi tiếng với việc điều hành ứng dụng WeChat, công cụ giám sát mạnh mẽ của chính phủ Trung Quốc. Điều này đặt ra nghi ngờ lớn về việc liệu ông Kelly có đang có những mối liên hệ không minh bạch với Trung Quốc hay không. Mặc dù ông Kelly đã từ bỏ quyền kiểm soát công ty khi quyết định ra tranh cử vào Thượng viện, ông vẫn giữ một phần đầu tư trong Worldview thông qua quỹ tính thác mù. Đặc biệt, Trung Quốc đã bị chỉ trích vì đã gửi các khí cầu giám sát qua Mỹ trong năm 2023, tạo ra một làn sóng tranh cãi và lo ngại toàn cầu. Việc này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu mối liên hệ của ông Kelly với các công ty Trung Quốc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu ông trở thành phó tổng thống. Nếu ông Mark Kelly trở thành phó tổng thống, những nguy cơ mà chúng ta phải đối mặt không thể xem nhẹ. Tình hình sẽ giống như dưới thời chính quyền Obama, khi phó tổng thống Joe Biden cũng bị cáo buộc có những giao dịch mờ ám với Trung Quốc, bán bí mật quốc gia để đổi lấy lợi ích cá nhân. Ông Kelly có thể trở thành một nội gián tinh vi, tiếp tay cho các hoạt động gián điệp và lợi ích của Trung Quốc, từ đó đe dọa đến an ninh quốc gia và sự toàn vẹn của chính phủ Mỹ. Trong một kịch bản tồi tệ nhất, ông Kelly có thể làm suy yếu các chính sách đối ngoại của Mỹ, làm gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trong các lĩnh vực nhạy cảm như công nghệ, quốc phòng và tình báo. Điều này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho lợi ích quốc gia của Mỹ, mà còn có thể dẫn đến sự suy giảm niềm tin vào hệ thống chính trị và an ninh quốc gia. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng những tiết lộ này không thực sự gây nguy hại cho đất nước, bởi vì Kamala Harris sẽ khó có cơ hội trở thành tổng thống, ngoại trừ trường hợp gian lận như cuộc bầu cử năm 2020 mà đảng Dân Chủ đã thực hiện. Theo dự đoán, Donald Trump sẽ có cơ hội hủy diệt bà trong cuộc tổng cử năm 2024 sắp tới. Với sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía người dân và chiến dịch tranh cử mạnh mẽ, ông Trump được cho là có khả năng thắng cử cao, từ đó ngăn chặn bất kỳ nguy cơ nào từ việc Kamala Harris và các ứng cử viên liên quan của bà trở thành lãnh đạo quốc gia. Quý khán thính giả thân mến, với những tình tiết nghi ngờ xung quanh mối liên hệ của ông Mark Kelly với Trung Quốc, và những hệ lụy có thể xảy ra nếu ông trở thành phó tổng thống. Chúng ta cần phải hết sức cảnh giác. Đây không chỉ là một vấn đề chính trị, mà còn là một mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và sự ổn định của nền dân chủ. Hãy cùng Sài Gòn News theo dõi và cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình này. Thượng nghị sĩ J.D. Vance đưa ra những quan điểm mạnh mẽ, dự đoán một tương lai lãnh đạo thành công cùng Tổng thống Trump. Kính thưa quý khán thính giả, trong một cuộc phỏng vấn gần đây thượng nghị sĩ Jay Defense, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa từ bang Ohio, đã thảo luận về nhiều chủ đề quan trọng, từ chính sách gia đình cho đến tình hình chiến sự ở Đông Âu. Thượng nghị sĩ Jay Defense đã đề cập đến quan điểm của mình về vấn đề gia đình, đặc biệt là tình trạng nhiều người muốn có con nhưng không thể. Ông nhấn mạnh rằng đảng Dân Chủ đã lấy lời nói của ông ra khỏi ngữ cảnh và phóng đại quá mức nhằm đánh lạc hướng người dân. Ông cho biết, nếu bạn nhìn vào toàn bộ ngữ cảnh của những gì tôi đã nói, rất rõ ràng đảng dân chủ đã cố gắng lấy điều này ra khỏi ngữ cảnh và phóng đại quá mức như họ vẫn luôn làm vì họ không có chương trình nghị sự nào để thực hiện thượng nghị sĩ vance cũng chỉ ra rằng đảng dân chủ ngày càng thể hiện rõ ràng quan điểm là chống lại gia đình và trẻ em đồng thời khuyến khích các gia đình trẻ không có con vì lo ngại về biến đổi khí hậu ông khẳng định làm cha mẹ là điều vị tha nhất mà bạn có thể làm và điều đó biến đổi quan điểm của bạn đây không phải là sự chỉ trích của tất cả mọi người không có con nhưng là một lời nói dối của phía cánh tả rõ ràng thái độ chống lại cha mẹ và trẻ em của đảng dân chủ ngày càng sâu đậm về tình hình chiến sự ở đông âu thượng nghị sĩ fans tin rằng tổng thống trump hoàn toàn có khả năng để giao tiếp với các nhà lãnh đạo thế giới và thiết lập sự răng đe thực sự ông nói tôi nghĩ tổng thống trump có khả năng đáng kinh ngạc để giao tiếp với các nhà lãnh đạo thế giới người ta sợ ông ấy và đó là một phần quan trọng của việc tiến hành ngoại giao tốt nếu bạn nhìn vào 20 năm qua trong lịch sử nước Mỹ, Nga đã xâm lược một nhiệm kỳ tổng thống khác khi Bush, Obama và Biden làm tổng thống. Lý do họ không can thiệp được khi Donald Trump làm tổng thống là vì tổng thống đã thiết lập một sự răng đeo thực sự. Vance cũng tin rằng cả Nga và Ukraine đều đã kiệt sức vì xung đột. Ông cho biết họ tôn trọng tổng thống Trump và rằng Donald Trump có thể tìm thấy một khởi đầu mới cho việc thỏa thuận giữa hai bên. Khi đặt câu hỏi liên quan việc hệ thống tư pháp dưới thời tổng thống Trump liệu Vance sẽ sử dụng như thế nào. Thượng nghị sĩ Vance khẳng định rằng họ sẽ sử dụng nó đúng mục đích và không phải là vũ khí chính trị. Ông nhấn mạnh sự trừng phạt của ông ấy sẽ là thành công của đất nước. Ông cũng lên án truyền thông vì đã nói dối về Tổng thống Trump nhiều hơn bất kỳ ai từng xuất hiện trong đời sống công chúng. Vance cho biết, nếu Donald Trump đúng như những gì truyền thông công bố, ông ấy sẽ không phản ứng lại đạn của kẻ ám sát như ông ấy đã làm. Được biết, Thượng nghị sĩ J.D đã được cựu Tổng thống Donald Trump lựa chọn là người đồng hành trong chặng đua sắp tới vào Tòa Bạch Ốc. Ông trở nên nổi tiếng với cuốn hội ký Hillbilly Elegy kể về cuộc đời ông và những khó khăn của tầng lớp lao động Mỹ. Cuốn sách này đã nhận được nhiều sự chú ý và giúp ông nổi lên như một tiếng nói quan trọng về các vấn đề xã hội và kinh tế tại Mỹ. Vance là một người bảo thủ, nổi tiếng với các quan điểm mạnh mẽ về gia đình và xã hội. Ông đã thường xuyên lên tiếng về tầm quan trọng của gia đình trong việc xây dựng và duy trì các giá trị xã hội. Trong các cuộc phỏng vấn và bài phát biểu, ông thường chỉ trích các chính sách của đảng Dân Chủ mà ông cho là làm suy yếu các giá trị gia đình và khuyến khích những hành vi có hại cho xã hội. Là ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng Hòa cùng với tổng thống Donald Trump, Vance hứa hẹn sẽ mang đến những thay đổi tích cực và bảo vệ các giá trị truyền thống của người Mỹ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của chúng tôi hôm nay. Đừng quên nhấn like, đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ cập nhật nào từ Sài Gòn News. Hãy để lại ý kiến của bạn về những câu chuyện trong video dưới phần bình luận và chia sẻ với bạn bè để cùng nhau cập nhật những thông tin nóng hổi nhất. Hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.